Tuấn ơi Tuấn. Tuấn ơi Tuấn, mày gì? Đâu rồi? Mày đâu rồi Tuấn? Trời ơi, tự nhiên ở nhà không ở, qua đây lau nhà cho người ta trời. Tuấn ơi Tuấn, tối thui không thấy đường. Tuấn ơi Tuấn, Tuấn ơi Tuấn, mày đâu rồi? Tuấn ơi Tuấn, Tuấn ơi Tuấn ơi, ra lau nhà phụ Tuấn ơi. Tuấn ơi Tuấn, Tuấn ơi Tuấn, Tuấn ơi Tuấn, tối thui không thấy đường. Tuấn ơi, Tí, Tí ơi. Tuấn ơi Tuấn, mày đâu Tí? Tao đây, tao đây, mày đâu? Mày đâu, mày đâu? Tao đây, tao đây. Tối thui không thấy đường. Tao không có thấy bà nội mày đi ăn trộm cái nhà gì, không có cái đèn nào hết trơn, biết được đâu ăn trộm. Đây, đây, đây. À, mày nhìn gì? Ê, ê, bậy, 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 đừng có nhìn. Mày có bị điên không? Sao? Điên trộm mặc bộ đồ gì chó lòa vậy cha? Mày ngu quá. Đi ăn trộm mình phải làm như vậy, người ta mới nghĩ, không nghĩ mình là ăn trộm. Phải mặc màu đen xui như tao vậy nè, hiểu không? Mày mặc màu đen người ta biết mày ăn trộm liền. Mặc màu đen bịt mặt đồ này nè, người ta biết mình ăn trộm. Mình phải mặc đồ này để mình nói mình đi business. Ờ, tao nghĩ mày đi business rồi đó. Hả, vậy đó. Nhưng mà cảnh sát vẫn nghĩ mày đi ăn trộm. Sao vậy? Mày chui vô nhà người ta đi ăn trộm rồi, hiểu không? Ờ hả, quên. Ê, nhà gì mày chỉ vậy? Nhà này tao nghiên cứu kỹ lắm rồi. Nhà ai? Cha con nó đi hát hết rồi. Không ai nhà hả? Không có ai ở nhà hết. Nhà ai mà hát hò gì? Nhà Quang Lê. Thằng mà ốm ốm dáng thon thon đó, hiểu không? À, ốm ốm thì con. Trời ơi, bữa đi ăn trộm nhà ca sĩ hả? Ừ, vậy đi. Má ca sĩ nó giàu lắm nha mày. Tụi nó đi hát kinh khủng lắm. Ôi ôi, xô mấy chục chai, mấy chục chai á. Ê, tao mỏi chân, ba kiếm cái chỗ nào ngồi coi. Không thấy đường mày ơi. Không thấy đường mình mò từ mò. À, điều... nội nó nhà giàu mà sao kiếm hoài không có cái ghế vậy trời. Ê, có ghế nè. Có chứ, ghế, có chứ. Có ghế có bạn, có ghế có bạn. À, có ghế bạn hả? À, ghế salon này, ghế salon. Ủa salon sao ngắn cũn vậy? Hả? Ai biết? Nghe đồn thằng quỷ này nó chùm lắm. Chùm lắm, keo kiệt lắm hả? Ờ, nó keo lắm. Thành thử ra cái ghế mà nó mua ghế cà phê, mày coi ác lạng không? Phòng khách mà nó để... chơi ghế cà phê mới ghê chứ. Điều tra kỹ chưa? Nó có ở nhà không vậy? Nó không có ở nhà. Vậy hả? Yên tâm đi. Là giường không nhà trống hả? Giường không nhà trống. Ê mày, lỡ cảnh sát bắt sao mày? Cái gì? Cảnh sát biết người ta bắt sao? Bắt thì ở tù. Hả? Mày điên quá vậy? Chứ sao vợ? Bây giờ lần này thôi nha, một lần trong đời thôi nha. Mà sao tối quá? Nhà tối hù không thấy đường. Một lần trong đời nè, tao lấy được cái gì tao về tao bán, tao trả tiền cho bà chính liền. Cũng tại mày không? Ăn rồi cứ quánh số đề, cá độ đá banh. Làm tao cứ cá theo mà cũng xỉu. Thôi bây giờ mày rảnh quá mày cũng a vua theo chứ phải mình tao đâu. A vua gì? Mày rủ tao hoài điếc tao máu lên. Thôi bây giờ vậy, bây giờ nè tranh thủ vô. Kiếm cái gì nhỏ gọn, hốt đem về liền. Vô, không có thời gian. Là tao. Không có thời gian đâu, mày qua khu bên đây. Mày có ai vô kêu tao liền ha. Tao làm gì thấy đường đâu mà kêu. Sao nhà vậy đâu mà nó tối thui vậy trời? Nó tiết kiệm lắm mày ơi. Ê, tối hù, không thấy gì hết. Tí, Tí ơi. Mày đâu, mày đâu? Đây, tao đây, tao đây. Mày đâu rồi? Tao đây, tao đây. Có rồi, nhỏ gọn. Đi, đi liền, đi liền. Có chưa? Đâu rồi, mày đâu? Đây, 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 đây. Đi liền, đi liền. Cái gì? Có rồi. Đâu? Nè. Chai rượu. Mày bị điên hả? Hả sao? Ăn trộm mày lấy rượu chi vậy cha? Nhỏ gọn. Biết đâu được nó chơi rượu tây sao mày? Ý rượu tây nè. Rượu tây mắc tiền lắm á. Hennessy. Không phải. Cái gì vậy? Cái gì nó kệ ra nó đi, coi như cái tiếng này tao không biết đọc. Ờ. Uống được không? Ai biết. Thử coi. Cái gì vậy? Thằng quỷ này nó điêu ngoa thiệt. Sao vậy? Chai rượu tây mà nó bỏ Coca Cola trong mày coi. Trời ơi. Thằng bởi tao nói nó chùm lắm mà mày không tin. Đi kiếm cái khác đi. Đi ra đi vô nữa
Giờ thì có hơi quen đường rồi đó. Quen chưa chứ tao nhà quen. Nó chỉ có một hai cái ghế đó thôi à, không còn cái gì khác. Tí, tí ơi. Cái gì? Tí. Có đâu. Cái này, đây. Cái gì vậy? Điện thoại. iPhone hả? Thôi đâu nổi mày. Cái này mày tự sao lết hả? Này là gì vậy? Điện thoại lưu động. Hồi xưa giờ chỉ có điện thoại di động với điện thoại lưu động là gì? Mày cầm mày đi, nó cũng là di động rồi. Trời ơi, nghĩ sao đi ăn trộm lấy điện thoại bàn vậy cha? Sao mày ngu vậy? Cái sáu flash kia là nó xài nó thấy hình, cái này không cần hình. Chắc gì xài được, mệt quá, được. Kiếm cái khác đi. Không. Alo. Thiếm Nam hả? Thiếm Nam. Con dân tí đang liền trộm á. Mày gọi cho má tao chi vậy thằng điên? Chứ tao biết con mình số má mày cho mấy. Tại mày nói gọi điện thoại không gọi được tao mới tức. Đi vô kiếm cái khác đi mày ơi. Đời tao biết mày đi ăn trộm mà có mình tao làm không à. Mày không làm con mày gì hết. Từ khi gặp mày là đời tao bế tắc rồi đó. Chưa hạn trộm mà thông minh đến nỗi lấy cái điện thoại bàn về. Tí. Tí rồi. Mày đâu? Đây. Đây. Vậy? Gọi rồi. Nè, cái gì? Cái đợt. Mày lấy cái đợt chi vậy? Thì bây giờ nếu mình ăn trộm không được về mình đi ăn mày. Vậy đâu chứ giờ sao giờ? Cái đợt này cũng có lợi, vô trọng đợt vui lắm á. Trong tàu quá. Hả? Mày nói xui. Lấy cái đợt chi vậy? Kiếm cái khác đi. Bây giờ kiếm cái gì nữa giờ? Sao mày lấy những cái thứ tàu lao không vậy? Tao bắt đầu mệt rồi đó nha. Tiền bạc thì không lấy, lấy cái gì tào lao không hả? Chạy lên chạy xuống. Tí. Cái gì? Cái xác. Cái gì? Cái xác. Cái gì? Cái xác. Cái xác. Ê. To lắm, khi không nổi đâu. Nổi. Nó hú. Yên tâm. Không hú hả? Nổi. Trời ơi, sắp vào rồi. Cái xác rồi, trời ơi. Nè. Thấy. Cầm. Đây, bấm lên đi nghe đi. Dạ đài nghe. Cái xác đâu? À, đây nè. Này là gì? À quên, cái cassette. Quên, tao kêu cái xác. Ây da, mày rảnh quá vậy? Tao lộn. Sao mày tào lao quá? Làm tao mừng nãy giờ, để coi thử con xài được không? Tin mới nhận được phát sóng trên đài 193 FM MHz. Hiện nay cảnh sát hình sự đang theo dõi điều tra để truy bắt hai tên tội phạm nguy hiểm. Chạy đi. Mới ăn trộm mà sao nó biết vậy? Sao mới lần đầu mà người ta biết rồi? Mới vô mà nó biết rồi. Bây giờ làm sao? Trùng hợp. Tao đi ăn trộm tao đâu thông báo cho ai biết đâu. Thôi tao thấy là linh tính mách bảo là không ổn rồi. Thôi tranh thủ. Về. Thôi gom hết đồ đi. Có nhiều gom hết. Tranh thủ. Có nhiều gom hết đi cho rồi. Được nhiều ba lấy hay nhiêu. Đâu vậy? Lại. Kệ nó đi. Bán trả đỡ từ tiền lời. Alo. Alo. Anh hả? Chết mẹ rồi. Sao mày nói tao không có ai ở nhà? Ai biết đâu. Chết mẹ rồi. Bây giờ làm sao? Kiếm chỗ nấp đi. Có bậc thang, có dựng té. Tối qua không biết chỗ nào núp đại vô đây đi. À, em nè. Chờ chút em bật đèn lên nha. Không sao. Con so mà. Anh cứ yên tâm với con Khương Chi đi ra Hà Nội diễn đi nha. Biết rồi. Ở nhà coi chừng cái gì. Cũng được. Nó hơi đạp chút xíu.
lâu lâu nó đạp. Nó đạp tùm lum, biết đạp chỗ nào nữa. Ê, thôi được rồi, em ra em khóa cửa. Rồi, trời ơi, có vậy dặn hoài. Khổ ghê vậy đó. Rồi, xong xuôi rồi, chìa khóa cắt túi rồi nè. Rồi, thôi em lên lầu ngủ nha. Ừ. Để em tắt đèn cái đã. Ôi, mệt quá. Đi kiểu này mà chắc chết. Tuấn ơi, Tuấn. Tuấn ơi. Sao mày không tắt cái đài đi nữa? Ai gì? Ai hát trong đài vậy? Trời ơi, đi ăn trộm mà bị ngủ. Dậy đi mày ơi. Dậy đi về. Dậy. Đi về. Sao mày nói tao không có ai nhà mà dừng lầu ra bà nào kìa? Ai biết, nghe đồn nó đâu có vợ đâu. Mà nghe nó nói là chắc là vợ thằng Lê rồi. Vợ thằng Lê. Ủa đừng té không thấy được. Chắc đẹp dữ lắm là sao? Tao nghe giọng hay lắm. Bây giờ sao? Bây giờ gom đồ về liền. Nhanh. Đi ra mở cửa đi. Ra chuẩn bị dọn đường để tao ra. Được rồi. Tao không thấy đường gì hết trơn. Trời ơi, đi ăn trộm kiểu này về cũng không xài được đâu. Tí. Hả? Gì vậy? Nói nghe này vui lắm. Cái gì? À, nó khóa cửa rồi. Mày rảnh quá. Mà đi ăn chợ mà mày sợ tao khóa cửa hả? Nó khóa mất rồi. Lấy đồ nghề bẻ khóa đi. À, mình có đồ nghề mà tao quên. Trời ơi, ăn trộm. Gì? Đồ nghề tao bỏ trong xe rồi. Rồi giờ sao? Mà cái xe bỏ nhà rồi. Trời ơi trời. Thôi được rồi, yên tâm. Dạ, dạ. Mình là người thông minh mà. Dạ. Mình đâu có để người ta nhốt mình như vậy được. Ăn trộm mình đi. Tỉnh lẹ đi. Quánh cái trận này là quánh đầu tiên. Tạm cho nên là mình phải thắng. Tạm biết giờ. Chị ơi, cho mượn đi cái chìa khóa đó. Tao giết mày chết. Mày nghĩ sao mày la lên cho cảnh sát tới bắt hả? Chứ bây giờ không có chìa khóa làm sao? Ở nhà má tao ra. Bây giờ phải chuẩn bị. Bây giờ chuẩn bị vũ khí gì? Thoát thân. Nghe chìa khóa len keng. Nghe chìa khóa len keng. Ê, không sao đâu mày. Hồi nãy giờ mình hiểu lầm, không có ai đâu. Bây giờ tao thiệt với mày, lỡ giờ cú này nó ra là tao bóp cổ cho chết cha luôn. Mày đừng có làm như vậy, ác lắm mày hiểu không? Sao vậy? Đừng có bóp cổ, mình làm như vậy là thất đức. À, mình ăn cắp, ăn trộm, nhưng mình phải để cái đức độ lại về sau. Rồi. Để cứu vãn được mình sau này. Rồi. Đó, đừng có bóp cổ người ta nghẹt hơi, người ta chết tội người ta. Rồi. Đâm cho nó chảy máu ra, hết máu nó chết. Đó. Mày lại cho mày run như vậy, ngồi xuống đi. Mày cũng run hơn tao nữa. Ngồi xuống đi. Mày sao mày ngồi nặng nề quá. Này, đừng có lo. Tao có cầm cây đi rồi. Yên tâm. Sao cái cây mày dài dữ vậy? Cây nào? Nè. Đâu, cũng thường mà. Dài lắm. Đâu gì đâu dài. Từ bên đó mà gác qua tới đây luôn nè. Ê, đừng có thở, yên tâm đi. Đừng không có ai đâu. Không lo, đừng lo. Tí. Cái gì? Sao mày bệnh mày không nói cho gia đình mày biết?
Thôi, cũng không có gì đáng nói, thôi tao giấu luôn. Giấu cái gì? Mày bệnh nan y mày phải nói cho gia đình biết. Nan y cũng khỉ, uống thuốc hai lần là hết rồi, nan y đâu? Uống thuốc hai lần ông nội mày. Bệnh gì nan y? Bụng mày dạo này bự quá rồi đó. Bệnh gì? Mày sơ gan hả? Chơ ông nội mày chứ chơ. Tao uống bia nhiều nó hơi bự thôi mày ơi. Cái này bự quá lố rồi. Thôi ông ơi, đừng có xạo xạo. Thôi, bây giờ tranh thủ không có thời gian. Trời ơi, sao mày ngừa dữ vậy mày? Cái gì? Đi ăn chợ mà sức dầu thơm mà. Cái này mày sức chứ tao sức hồi nào? Mày chứ tao nào? Cái này mày mà. Cái tay của mày rõ ràng. Tay mày mà. À, quên. Hồi chiều giặt đồ xong, ngâm nước xả còn dư, tao lấy tao tắm luôn. Trời ơi, mày tắm cái kiểu đó hả? Nó lột da mày chết luôn á. Thôi tranh thủ đi về, đừng ngồi để nói xàm nữa. Ừ, được thôi đi. Kiếm đường nào thoát thân chứ cái cổng nó khóa rồi. Giờ đi đường nào? Ai biết đi đường nào? Thì mày dắt tao đi đi. Thì đi để mày dắt tao đi chứ tao cũng đâu có biết đường đâu mà đi. Hồi nãy giờ mày dắt tao, mày tao không có dắt nha. Thì đó giờ cứ đi đại đi chứ biết sao giờ. Sao mày mới vô mày rành cái nhà mày đi bơ bơ ban vậy? Ai biết. Ồ, mở đèn để thấy sáng liền mày. Ờ, vậy được rồi đó. Ồ, khỏe kìa, không có ai nhà, khỏe hả? Ờ. Sao mở đèn chi vậy? Con quỷ. Ai vậy? Vợ Hoa Lê. Trời ơi, Hoa Lê nó bị điên sao lấy quỷ gì vậy trời? À, mẹ Phương Mỹ Chi đấy đó hả? Không, bà này mẹ sao? Con Phương Mỹ Chi nó ốm, bà này bự quá. Tụi mày giữ con nhà tao không tạm hả? Hả? Tao giết tụi mày. Chị ơi, ghê quá. Tao ghê cái gì? Ai da. Bà mạnh quá mẹ ơi. Ai da. Đau quá. Ê, bà quýnh mình, mày không đau, bà đau vậy. Có chìa khóa. Đi cho rồi. Lấy hàng. Thôi bỏ luôn. Cho bà điện thoại cassette luôn đó. Cứu tôi. Đau quá, tôi đau quá. Ê, bà đau mà sao bà rên như phim chết vậy mày? Đau quá, đau. Giờ sao? Ai biết. Em mà bỏ đi thất đức mày ơi, người ta đau bụng mà. Bị gì? Chắc là bụng bình thường á. Đi toilet. Hả? Đi toilet. Không phải là bụng đó. À, vậy chắc đau bụng gió rồi. Lấy dầu sức vô. Lấy dầu, đi vô chạy lấy dầu đi. Mày công. Dầu để ở đâu? Hả? Dầu. Lâu quá. Lâu. Lại đây mày ơi. Chị, không gì hết, bình tĩnh, nghe đây nè. Hết thở vô. Hết chưa, thở ra. Hãy cố vượt qua cơn đau. Hãy nén đau thương thành hành động. Hiểu không? Cái gì vậy? Dầu đâu? Xuống đi. Xuống đây bãi đi. Xuống đi. Cái này dầu thơm mà. À. Bà bị trên lầu, lên lầu 1 thấy có chai dầu thơm không à? Dầu giờ sao? Ở đâu? Dầu kia ở đâu? Dầu gió ở đâu? Dầu xanh lầu 9 lận. Trời. Đây. Bà mẹ nhanh lên. Trời muốn suốt mừng. Còn thơm. Ủa chị. Hả? Cho em này chị. Dầu nữ mà. Em về em cho má em xài. Trời ơi. Cái bào dữ. Hết vô. Thở ra. Hiểu không? Con người phải trải qua đau khổ. Không có gì có thể mà trải qua đau khổ. Hãy trải qua đau khổ một lần, bạn sẽ bây giờ đau khổ là bình thường, hiểu không? Hết chưa? Đau nữa mà, nghĩ địa gì đâu. Hiểu không? Khép chân bước lại, con gái ngồi mất nết lắm. Khép chân lại. Khép không được đâu. Ai ra đau quá. Tí ơi. Cái gì? Mày cộng đi, Tí. Sao vậy? Từ lầu 9 rồi ta đuôi qua Tí ơi. Nhanh lên, không còn thời gian. Chị em hỏi thiệt, chị ăn gì chị mập mặt gì chị đi con heo gì chị? Uống sữa. Nhanh lên. Đau quá. Mày chạy lên lầu 9 rồi mày chạy xuống với tao đi rồi mày coi nhanh ra chậm. Nhanh lên. Qua đây. Chạy xuống dầu. Đau quá. Đưa thằng kia nó sức đi. Sao vậy? Chạy mặt nó tái, tịch nhé. Cái này thì sức cho mày luôn nè. Anh ơi. Chị còn dư miếng cho em về cho ba em xài. Tôi không phải là đau bụng. Chứ chị bị gì? Tôi đau bụng đẻ.
Con mẹ thì giờ làm sao? Giờ về với tao là phải bác sĩ. Cứu tôi ơi. Thôi đi về, đi về, đi về. Về đi, tao cũng không về. Đừng đi, đừng đi. Cứu tôi ơi. Ê, ê, nói mày nghe nè. Mình đi về thích nước hơn. Bà đau bụng kia thì được. Bà đau bụng này á, lỡ có chuyện gì một xác hai mạng đó. Tao mày không phải hai mạng hả? Chứ mà nhìn như vậy rồi sao? Mày ăn trộm mà mày thương người quá vậy? Trời, ăn trộm này là vì hoàn cảnh chứ đâu phải cái nghề. Bà cũng dãnh mà lửa ngày bà này bà đẻ chi vậy bà nào? Bà đau chi vậy? Ôi, tới bụng trời. Không sao, không sao. Đứng lên, đứng lên. Má, má tôi nói á, đau bụng đẻ đó là phải đứng lên đi. Đi, đi, đi nè. Đi, đi, đi. Đi chi vậy? Đi chi vậy? Đi cho nó dễ đẻ. Dạ. Yeah. Trời ơi. Ô, ô. Ráng đi, ráng đi, ráng đi, ráng đi, ráng đi, ráng đi, ráng đi. Ê, hình như hôm qua bà mới ăn gỏi gà hay gì á. Nghe mùi hành tây không hả? Ủa, ai đâu? Ủa, sao vậy? Sao vậy? Không, anh thấy nhiều không nổi. Tại sao? Tại sao? Sao? Làm được sướng không? Không, không em. Ông làm được sướng. À, em lại chị. Thằng con này nó làm chị sướng nha. Em khổ quá. Sướng lên. Bây giờ để tao khổ. Ai là khổ? Trời. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm là không phải đâu. Không phải. Không phải. Ông có liên quan trong chuyện này. Hiểu. Mày nữa. Có ăn giọng, em có ăn giọng được con mẹ trong chuyện này đó chị. Không biết thằng nào cũng rất chết á. Nó đau quá rồi. Ây da, chị tha chị. Ây da, cứu tao mày. Cứu tao. Hồi nãy tao bị quánh này không cứu, giờ tao không cứu. Thư giãn đi chị, thư giãn đi. Thư giãn, thư giãn. Lấy cái đường, lấy cái đường. Lấy cái đường. Đau quá. Đây, đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi bớt tao đi. Hít thở, hít thở, hít thở. Hít thở. Hết chưa? Hết thở. Hết thở nãy giờ rồi. Không, anh đi. Nghe nhạc, nghe nhạc, thư giãn. Nghe nhạc. Nghe nhạc. Thôi đừng cho tôi nghe đi. Nghe nhạc. Nghe. Im, im, im. Đừng có la. Nghe. Để mà bây giờ mày la. Em quánh cái kiểu nào đây? Quánh nhạc em dịu nhẹ nhàng, thư giãn. Bà nội này người ta biết được cái nốt nhạc là tao chết rồi. Hãy quánh đại đi, có nhạc là được rồi. Lẹ lên. Lẹ lên. Hãy đẻ đi em. Bà nội này. Con mày hát đi, tao không biết bài nào. Giờ này như chén chua cay đại ngô hương. Để bèo như gái không ở đây. Hát kìa kích động, con nó đạp đau quá. Nó là con ca sĩ mà, nó nghe nhạc kích động nó đạp ghê lắm. Tại cha nó hát nhạc quê hương đó mà. Con trai xin con trai hay gái? Con trai hay gái? Con trai hả? Con trai sao mày thấy tao lộn con gái hả? Con gái nói có là không. Em đi không thấy con trai gái gì tao cũng chịu, gái cũng chịu, từ ngày mày sinh em ra giống người là kỳ lạ. Đàn ông tính tình đàn bà trai trắng ra trai, gái trời tặng gái, đồng tình hay liếm ai mà sao giống như bê đê. Bê đê mà nổi mày, tao giết mày. Nguyễn giờ sao hết cứu rồi luôn ba. Chị uống rượu cho đỡ đau chị. Ờ quên, cái này nước ngọt mà. Đi vào vô trong, đi vào vô trong đi. Vô trong đó à. Thì ra trong chuyện này mày có góp vốn được không? Vốn ông nội mày. Sao im lặng vậy? Cái gì? Mạo. Alo, chị, cho một chiếc 4 chỗ hay 7 chỗ hả? Cho một chiếc cứu thương tới liền nhanh lên chị ơi. Nhanh lên, cứu người quan trọng. Công an bắt tôi, chạy cha bắt tôi cũng được. Cứu người là quan trọng, nhanh đi. Con ơi, đừng khóc. Đừng khóc, đừng buồn nghe con. Dù gì thì con cũng sinh ra đời.
tang đêm nay là mình chia tay một người xa cách thương trời. Mày đến đây mà ăn thôi. Còn ai đêm nay vẫn chẳng về chứng minh. Danh hài Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang. Quý vị thấy rằng là có lẽ là giả gái mang bầu, có lẽ là Chí Tài là xấu nhất từ trước đến nay đúng không ạ? Tình yêu nó ngang trái vậy đó. Đôi khi trong cuộc sống này, đâu phải mình yêu người ta nhiều là mình có quyền bắt người ta yêu mình nhiều như mình đã yêu người ta đâu. Đôi khi lòng muộn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời em là cả ước muốn tương lai, còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay, làm sao chung đường chung bước. Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng, ngờ như chiếc lá rớt sũng bên sông. Hỏi em ơi có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào cũng đau lòng. Ông, bà làm sao nhớ được tôi? Ba mươi mấy năm rồi làm sao bà nhớ được tôi? Vậy ông nhớ tôi không? Làm sao tôi quên được bà? Người con gái đã bỏ tôi đi ba mươi mấy năm về trước. Bà là ai? Sao ông vô duyên quá vậy? Dạ, lúc nhớ lúc quên. Ông không nhớ tôi là ai hả? Nói chơi cho vui thôi. Không nhớ làm cho tôi lặn lội. Tôi đi kiếm bà. Đúng từ rồi. Cái lúc còn trẻ, vẫn còn hàng sử dụng, tôi đi kiếm. Tới giờ hết hàng sử dụng, vẫn còn kiếm. Trời ơi, vậy là anh còn nhớ tôi đúng không? Bà Phi Nhung nè. Phi Nhung, sao điện nước yếu vậy? Trời ơi, thì giờ tôi có coi trên quy cà đéo clip, tôi thấy Phi Nhung là mặt bằng chưa giải tỏa như bà. Không phải, bây giờ 70 rồi, nó phải xà xuống theo thời gian chứ. Nói chơi cho vui thôi, chứ người làm tôi đau khổ là bà, làm sao tôi quên được. Bây giờ bà trả lời cho tôi biết, sau ba mươi mấy năm tìm kiếm, tôi không ngờ bà lại ở cái nơi hẻo lánh này. Ở trong một căn nhà mà thiết kế nội thất vô cùng tinh xảo. Hả? Nhà mà chỉ toàn giường không có bàn ghế. Bà trả lời cho tôi biết. Hả? Tại sao ngày xưa bà bỏ tôi? Tại gì á? Ngày xưa... Bà còn nhớ tôi không? Hay là bà nói chuyện cho qua loa? Trời ơi, làm sao mà tôi không nhớ được? Bây giờ ông tự nói luôn đi. Ông tự nói luôn đi. Cho bà không nhớ tôi sao? Hả? Tôi nè. Ông Phan Anh nè. Hả? Không nhớ hả? Phan Anh hả? Ừ. Sao teo dữ vậy? Hồi xưa trẻ nó dài, già nó rút. Ồ, vậy là chúng ta giống nhau đó hả? Bây giờ bà trả lời đi. Tại sao ngày xưa bà bỏ tôi, bà đi lấy chồng, trong khi đó tôi đang yêu bà tha thiết? Bà cũng hẹn thề với tôi. Bà nói
Khi nào Việt Nam có tuyết rơi tôi mới hết yêu ông. Bây giờ tôi phát hiện ra bà thề đúng, đầm xoen giờ tiết đầy. Cái đó là nhân tạo ông ơi. Tại sao bà bỏ tôi bà đi lấy chồng? Tôi xin lỗi, tôi không có muốn. Tại vì ngày xưa gia đình của tôi có hôn ước với người ta. Hôn ước cái gì mà hôn ước? Bà lấy người ta bởi vì bà mê người ta là hào nhoáng nghệ sĩ. Bà mê tiền đúng không? Tôi bà không lấy, bà đi lấy Quang Linh. Hả? Bà nghĩ sao vậy? Không phải đâu, ông không có hiểu tôi. Tại vì gia đình tôi nghèo quá. Mà em út thì đông, trong nhà tôi lớn nhất. Bây giờ tôi không hy sinh á, thì ai hy sinh bây giờ? Em chót mang thân con gái nhà nghèo, thấy cha mẹ già lo đàn em yêu, tôi chẳng đôi ta mi miều mà em nào ước mơ nhiều. Em biết phận mình vạch lá cờ. Ngọ lây bao nhiêu nhọc nhằn in hằn lên vai, một sương hai nắng thân đầy, miệng sao đẹp ý cha thầy, cơm hai ngày hai bụi cà dứa. Ở đến đây lấy show bà hả? Lấy show Quang Lê, lấy show bà cho hát quà. Xin lỗi bà, tôi xin lỗi. Ông đừng có trách tôi được không? Tôi không trách gì bà hết. Ngày hôm nay tôi về đây không phải tôi trách bà. Tôi chỉ tức thôi. Sao ông tức? Bà bỏ tôi, bà đi lấy thằng chồng thứ nhất, cuộc sống không hạnh phúc, rồi bà chia tay. Bà có biết cái ngày mà tôi biết tin bà lấy chồng, tôi khóc nguyên một ngày. Tôi ra bụi chuối tôi ngồi. Sao ra bụi chuối vậy? Khóc một ngày đói ra đó ăn. Trời ơi. Nhưng sao? Mà biết nuốt đâu có trôi. Rồi tôi sao? Tôi buồn. Đó là ngày buồn nhất cuộc đời tôi. Bà làm sao biết được? Bà làm sao hiểu được trái tim tôi? Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời, từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu, thương thầm mỗi tình ngẫu. Tôi tiếc không có thời gian tôi bên cạnh bà. Nhưng mà bà đâu có coi nó là cái giá trị gì đâu. Bà cũng bỏ đi. Tôi tưởng sau khi bà thất bại với thằng chồng đó, bà sẽ về với tôi. Có, tôi có đi kiếm ông. Trời ơi, tôi đi kiếm ông. Tôi kiếm ông khắp các tỉnh miền Tây, nhưng mà tôi không có gặp ông. Ủa, tôi ở miền Trung mà. Bởi vì tôi quên. Bà có duyên quá. Bởi vậy tôi tìm khắp tất cả các tỉnh miền Tây, tôi không gặp ông, rồi cái mới trôi dạt xuống Cà Mau. Trời đất ơi, ông biết mà. Tôi biết chứ. Bà xuống Cà Mau đó là cơ hội để bà gặp thằng chồng thứ hai. Đúng rồi, trời ơi, ông biết mà. Ở cái Cà Mau đó đó, người Cà Mau ta nói nó dễ thương vô cùng luôn đó. Nghe nói Cà Mau xa lắm, yeah.
bài mẹ rồi. Bắt chước cái tính Chí Tài. Riết rồi đi diễn hài không ai mời, ta mời làm MC không? Trời ơi, Chí Tài là ông anh tôi mà. Anh hai tôi đó. Cái gì một cái thôi. Bây giờ đi làm quá rồi mặt khóc hát hết trơn hả? Hả? Sao? Bây giờ đó, Chí Tài đó. À. Hồi xưa bị mỡ trong máu. Bây giờ bị tiền trong máu. Trời ơi, có luôn hả? Trời ơi, bây giờ bị tiền cho máu bệnh rồi. À, vậy á hả? Sắp tới đâu xài tiền được. Tại sao? Bị bệnh nhiều quá, vô bác sĩ nó báo nằm viện rồi đóng tiền cho bác sĩ chứ sao xài tiền nào? À. Thôi kệ, người có số. À, ủa sao như vậy? Ủa, tự nhiên đang nói chuyện của tôi. Tôi nói bà luôn đó. Nói làm cái nào hát hò hoài. Rồi, đây, bà bước ra đây. Gì? Cái thằng chồng Cà Mau cũng không hạnh phúc, đúng không? Đúng rồi. Vậy tại sao bà không đi kiếm tôi? Có. Trời ơi, tôi có đi kiếm ông. Bà kiếm tôi ở đâu? Tôi lặn lội ra miền Trung Quảng Nam tôi kiếm ông. Nhưng mà lúc đó tôi đang về miền Tây tôi kiếm bà. Trời ơi, đó chính là định mệnh. Định mệnh tôi với ông không thể nào gặp nhau được. Định mệnh cái gì? Bà kiếm không được ở miền Trung thì bà vô trong miền Nam bà kiếm. Bà ra miền Trung bà cũng vớt thằng. Thì ông cũng biết rồi đó, người miền Trung cũng dễ thương vô cùng à. Rồi nó hát nữa rồi. Em về nơi xứ Quảng. Trời ơi. Không người em phố hội, sông thu bồn con nước lững lờ trôi. Đường chùa câu mưa chiều sắc ngập lối. Hoài. Đang hát chung mà. Gì vậy? Bà lấy chồng miền Trung. Ờ. Rồi sau đó người chồng của bà mê gái đẹp bỏ bà đi. Rồi tại sao bà không về với tôi? Tôi chờ ba đời rồi mà tới đời thứ tư tôi cũng không thành hiện. Ba đời rồi tôi là F4 bà cũng không cho cơ hội. Không phải. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì ba đời kia lỡ ăn ốc rồi. Không lẽ bắt ông đổ vỏ? Bà ấy lắm. Ngày hôm nay tôi đến đây tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện. Coi như tôi đã sáng suốt, thông suốt hết. Mãn nguyện. Cái gì vậy? Đây, kỷ vật. Bà còn nhớ không? Cái gì đây? Đây là chiếc khăn bà tặng tôi. Trên chiếc khăn này có theo hai con chim le le. Ông tôi trả gì? Lại cho bà. Trời. Ô. Tôi trả lại cho bà. Sao không giữ luôn đi trả lại tôi làm chi? Nó cũ rồi. Tôi trả lại cho bà chiếc khăn này. Giữ đi. Để tôi có cơ hội đi tìm một chiếc khăn mới. Trả lại em yêu chiếc khăn ngày nào. Ngày còn bên nhau ai ăn tràn đầy. Trả lại cho em những năm học trò, những đêm hẹn hò, ngày ta có nhau. Giận hơn chi anh nếp mi đường buồn. Giận hơn chi anh chút thêm lệ sầu. Giận hơn chi anh nỗi đau ngập lòng. Vắng xa thật rồi người ơi. Tôi báo cho bà biết tôi không phải là cô đơn gì đâu nha. Một nùi xếp hàng mà tôi không chịu. Đừng có nổ. Nào là Lan, nào là Liễu, nào là Kim. Rồi sao?
Tôi chưa gật đầu thôi. Tôi chỉ gật đầu một cái thôi. Game over rước lập tức. Hả, game over là gì vậy? Xe hơi. Trời ơi, nổ quá ông ơi. Trời ơi, tôi biết rồi. Thì ra bà không thèm để ý tôi. Là bà quen chai già lùng này đúng không? Chai già lùng thấy ghét. Ủa, ở đâu bán không? Cái con này mua về đốt chơi hả? Tào lao quá. Ai vậy? Này là chai sáu lựu đạn sớm tôi. Kêu tôi bằng sáu được rồi. Giấu chai lựu đạn giùm tôi được không? Ông có sao tôi nói vậy thôi. Cái gì? Ông là ai? Đại gia. Đại gia hả? Trời ơi, mặc đồ mà ba mà mặc áo vét. Kể ra người ta đại gia có tiền mua ăn hàng, mặc gì không được. Miễn sao nghèo cho sạch, rách cho thơm mà được rồi. Trời ơi, nghèo cho sạch, rách cho thơm chứ tôi thấy ông thúi quá rồi đó. Trời ơi, ông nghĩ sao? Ông đòi cua bà hả? Gì? Ông là cái thá gì mà ông đòi cua bà? Trời ơi, cuộc đời tôi chưa bao giờ cứu gái. Chứ sao? Toàn gái cua. Chưa bao giờ mở miệng ra. Tại sao bà bỏ tôi, bà lấy chồng? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Sao? Ông muốn cua bà hả? Bước qua xác chết của tôi. Bây giờ bà đứng đây bà làm chứng cho tôi nha. Thôi để tôi mà. Với ông coi là ai hơn ai nha. Thôi mày muốn mà. Chơi mày luôn mày chơi. Cái gì vậy? Sợ không hả? Trời ơi, làm ơn hai người giùm một cái nè. Bây giờ già rồi, để dành hơi trút hơi thở sau cùng đi nha. Đừng có lên gân được không? Không, không hơi thở sau cùng gì hết. Cái gì? Ây da, vali rồi ha, kéo tới đây rồi ha. Tình cũ không rủ cũng tới đúng không? Không phải, bạn. Bạn cái gì? Bạn đâu mà bạn. Tôi xin trân trọng cho ông biết, trước khi ấy đến đây, đã qua tay được. Cái đây. Ông nói cái gì vậy? Cái gì? Kệ tôi đi. Đã qua tay ổng rồi đúng không? Cái gì đừng có nghe ổng nói tào lao, nó lao quá à. Đúng. Tôi chỉ nghe bà thôi. Kết thúc. Kết thúc. Chấm dứt cuộc tình hồi hai. Hãy quên đi tháng năm. Kết thúc cuộc tình này là chấm dứt cuộc tình này là hồi hai. Hãy quên đi tháng năm. Kết thúc cuộc tình này chấm dứt. Kết thúc. Lại show Quang Lê và những người bạn. Lại show hát 2 bài. Những người bạn hát 15 bài hả? Trời. Không phải. Tôi phải làm vậy để người ta thấy tôi già nhưng tôi vẫn còn trẻ trung sôi động. Ông người hiểu không? Người ta già là ta hát cái nhạc trữ tình. Nó mới hợp với lứa tuổi. Già hát nhạc giật cho chết sớm hả cha? Ý tôi là sôi động là trẻ trung. Ông hiểu không? Kết thúc cuộc tình này là chấm. Để coi nó hát tới mấy giờ. Thôi đi, mệt quá rồi. Bây giờ nín chưa? Bây giờ hai ông nín chưa? Muốn nói nữa cũng không nổi đâu. Vô nhà người ta rồi rầm rần lên vậy hả? Bây giờ hai ông về giùm cái đi. Bây giờ làm gì vậy? Kênh nhau chứ làm gì. Làm gì vậy? Bà nói một câu công đạo đi. Không đừng trách tôi. Đừng trách sao biển xanh lại mặn mà mùa hè lại có tuyết rơi. Đã sao? Ông định làm gì tôi? Đợi đi, thời gian sẽ trả lời. Đứng gần cái đó để làm gì tôi? Bình tĩnh. Gì vậy? Ê, làm gì? Trời ơi, trốn đi. Ông ơi, bình tĩnh. À. Cái gì? Trốn đi. Cầm sẵn luôn rồi nè. Muốn làm gì? Gọi tới đây. Trời ơi, tôi lại. Nhìn cho thơm, giống thơm rồi. Nói chuyện là phải lịch sự. Trước khi mình tiếp khách là phải xịt cho thơm, cho thơm. Cho thơm làm là nghiêm trọng. Hết hồn. Thì sao? Bây giờ là chơi thiệt nè. Rồi sao? Trời ơi. Để gì? Mày lấy dầu thơm nữa đúng không? Hồi nãy chưa kéo, giờ kéo ba tia lại. Không có làm gì đâu, manh động dữ mày. Trời ơi, bây giờ có hai ông ở đây. Trời ơi, chắc tôi chết sớm quá. Thôi khổ quá. Bây giờ tôi nói cho hai ông biết luôn nè. Nói gì? Bà nói cho đúng nha. Bà nói sai, đừng trách. Tôi có người yêu rồi. Trời ơi, thằng cha Quang Lê bán thịt heo đúng không? Đúng vậy. Không? Tôi đi từ đầu đường vô đây, tôi có nghe. Nghe cái bà gì? Bà cặp với một người bán thịt heo, tên là Quang Lê. Tôi cho bà thịt heo mỗi ngày không bằng thằng trả cho bà 1 ký mỗi ngày đúng không? Đúng không? Đúng cái gì? Tôi đi ra tôi gặp cha Quang Lê hỏi cho. Khoan, không phải, trời ơi, ông không phải là tên Quang Lê, ông là Lê Quang. Lê Quang cái gì? Facebook là Quang Lê. Thì bị trên Facebook nó để ngược lại, chứ ông tên là Lê Quang. Không biết.
Bây giờ tôi ra đây trả, nói chuyện cho ra lẽ. Đang làm cái gì? Ra luôn. Ông ở đây nha. Sao? Trời ơi, thôi mà. Lấy gì nữa, làm gì? Tôi sợ mắt tôi giữ được không? Ở đây, tôi ra tôi gặp trai vậy luôn. Để nói chuyện rõ ràng, ông đứng đó cho tôi. Đứng đó cho tôi nha. Kết thúc. Không tin này, chấp nhất. Tình này là thôi phải. Chào quăng lên chết với tôi, chào quăng lên chết với tôi. Bà nghĩ sao mà hết chỗ mà chuyển qua cái xóm sôi động này vậy? Già sắp chết ở cái xóm nào yên tĩnh, mua mấy cái biệt thự ven biển ở cho nó yên tĩnh với mắc mơ vợ ở đây. Trời ơi, tiền đâu mua cha. Chứ ở đây bà làm gì bà sống? Thì trồng rau kìa, có vườn rau ở ngoài đó, lấy đó ăn. Ăn rau không sống hả? Không có, rồi dăm ba bữa đó, ông Sáu lụ đạn đó đem cá thịt tụi qua cho tôi. À, tưởng phim Hồng Kông, một bộ đồ, hành tẩu giang hồ, vẫn sống mỗi ngày. Ý à, lao, làm gì có chuyện đó. Còn cái vườn trai gì đó, trai bánh thịt heo đó là có không? Không có mà, già cả rồi, hết xíu quách rồi, yêu đương gì nữa. Tôi hỏi cho vui thôi, chứ tôi cũng đâu có cần. Ngày hôm nay tôi tới đây, tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Lý do bà rời bỏ tôi để có ba đời chồng, rồi cuối cùng đời thứ tư lại là thằng cha này, chứ không phải là tôi. Thôi, đừng nói nữa. Không. Đừng nói nữa. Nên xa nhau là tốt hơn. Phan Anh. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau để huyền hồn. Lời thiết tha trong tâm tư tròn mộng tròn mơ. Vết tình khắc nên thơ. Ôi mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung con đường dáng dở, mình đã gieo neo qua chốn nghèo mưa mùa. Bà hát gì mà hát hoài vậy? Được nước hát hoài vậy? Trời ơi, ngày xưa dù sao tôi cũng là ca sĩ mà. Hồi xưa hát ở đâu? Hả? Hồi xưa hát ở đâu? Ngày xưa hát đám ma đám cưới vậy đâu mà. Giờ được hát ở đây vui lắm. Thôi. Bà làm gì bà ho hoài vậy? Ngồi xuống đây đi. Gì không, không không có gì mà không sao, đừng sao máu không vậy? Không có gì đâu, lớn tuổi rồi là lâu lâu ho thổ huyết chút xíu. Bà nói sao? Nhò gì? Bà bị gì? Bà nói cho tôi biết liền, không tôi đập đầy tôi đập đầu tôi chết á. À. Thôi bà nói đi, bà bị cái gì không tôi đập đầu tôi chết. Thôi mà. Bà không tin tôi sẽ làm những gì tôi nói sao? Đừng. Thôi mà. Trời ơi, đừng đừng đừng. Nói đi. Đợi tôi nói, tôi nói. Nói lẹ đi đau. À, trời ơi. Đó đừng nói đập đi. Đi, đập đi, tôi nói nè, tôi nói nè. Sao bà không cản sớm hơn? Hả? Bà bị cái gì? Tôi bị bệnh lâu rồi. Bệnh tôi cũng nặng. Chính vì vậy cho nên tôi mới đi về cái nơi khỉ ho cò gái này ở. Tôi muốn xa lánh mọi người. Chỉ vì cái bệnh của tôi, cho nên là tôi không có muốn làm gánh nặng cho ai hết. Ông hiểu ý tôi không? Cho nên là tôi không có muốn tìm ông nữa. Ai không bệnh? Cuộc đời này là sinh lão bệnh tử, là bốn điều đó con người đều phải trải qua. Trời ơi, tại sao vậy? Ông ơi, tôi không nói cho tôi biết. Nếu mỗi một ngày tôi tăng khẩu phần cho bà ăn nhiều hơn. Chàng trai già vô duyên, người bị làm gì heo tăng khẩu phần. Đi bà bệnh hay nào bà chết thì cúng cho bà thôi. Trời ơi, tôi chưa chết mà sao trù sớm vậy? Trời ơi, sao vậy? Sao vậy? Bệnh là phải nói cho tôi biết liền chứ. Thôi đi đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi sao? Bây giờ sao? Hả? Mày chở đi lên chỗ thú y chích thuốc nha. Cái gì? Bác sĩ chích thuốc nha. Sao ông này lãng giang quá vậy ta? Ở đây đi, để tôi chăm sóc cho nha. Để tôi đi, tôi mượt mà, tôi chăm sóc phụ nữ hay lắm. Trời ơi, mượt mà gì? Ông nói cuối cùng ông cũng dành cho ông là sao ông nổi? Sao cha già là vô duyên? Cha phải biết một cái câu là cứu một mạng người hơn xây bảy kiển chùa. Tôi đang cứu người mà giành giật cái gì? Thì ông đi xây bảy kiển chùa đi, để cho tôi cứu cho. Được không? Thôi thôi thôi, được rồi.
đừng có giành giật nữa mà, khổ quá. Làm quá bà thấy bà có giá. Tôi có thấy vậy hồi nào đâu, tự ông suy diễn không à. Nói chứ giờ mình già hết rồi, yêu đương gì nữa đúng không? Yêu gì nữa yêu, giờ có sức để thở chứ, ăn giọng gì nổi nữa mà yêu. Thì đó, bây giờ chủ yếu là tình làng nghĩa xóm. Bớt hát ba cái nhạc giật cho bà đỡ đau đầu, nghe chưa? Làm vậy để cho bà khoái. Khoái hai ba nhạc giật bây giờ bà giật bà theo bà chịu không nổi mà khoái. Lo cho nhau, tôi cuộc sống tôi gia đình tôi xưa giờ cũng khó khăn, chỉ có tiền chứ không có gì khác. Vậy đó, để ra ngân hàng rút mấy chục triệu về mua cái bàn, chứ cái nhà về mà để cái giường ở chính giữa hả? Ngày mai là chở lên trên kia sắm mấy bộ đồ, mua mấy cái hộp xoàn đeo cho nó sáng. Thôi, gì vậy? Cầm cái đó. Ờ, càng ngày càng quá đáng. Ừ, có nghệ hộp xoàn dữ lắm. Nghệ hộp xoàn hả? Trời, nghệ hộp xoàn nhiều lắm. Đem qua đeo mấy cái cho nó sáng chơi. Dạ. Trời, Quang Lê với Đàm Vinh Hưng là tôi bán hộp xoàn không đó? Ông bán hộp xoàn cho mấy người đó luôn hả? Chứ sao? Bảnh dữ. Giàu mà. Dạ. Có tiền nhiều khi cũng đau đầu. Suy nghĩ đi làm sao xài tiền cho một ngày cho nó hết á. Mệt lắm. Nghe em nói chuyện mà tôi mắc mệt. Thôi, bây giờ yêu đương dẹp qua bên. Chủ yếu là lo cho nhau hạnh phúc là được. Đâu. Bây giờ không yêu thì mình làm bạn bè. Thấy không? Bạn bè xa nhau chưa bao giờ gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa, em nơi nơi xa lạ, cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ anh. Để chuyện ngày xưa sao năm dài miền mai, mình ngồi bên nhau chưa nói thêm lần nào. Thương nhớ cho ai bây giờ nơi xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè.